cuộc sống đang tươi xanh thì bỗng có Covid. Dân ta lao đao rồi đi ra đi vào lòng lo lắng. Giờ sao? Bình tĩnh luôn giữ tay, vệ sinh kỹ khắp nơi ở quanh mình và giữ ý thức nhà, vượt qua gian khó Việt Nam ơi. Truyền thanh Tĩnh Gia. Đây là đài truyền thanh Tĩnh Gia. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Tĩnh Gia. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đảng bộ xã Ninh Hải tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Tĩnh Gia chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh kiểm tra tại khu vực cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện ta. Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Tĩnh Gia xung kích đẩy mạnh phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 18 và 19 tháng 3, Đảng bộ xã Ninh Hải
đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Tĩnh Gia chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm. Sự đại hội có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Trần Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các ngành cấp huyện, Bí thư Đảng ủy 30 xã thị trấn cùng 125 đại biểu chính thức tham dự đại hội. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ninh Hải đã vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ vận hội, phát huy tốt nội lực, tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Nổi bật là hầu hết các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong 5 năm tăng 15%, vượt mục tiêu đại hội 23 đề ra. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2019 đạt gần 40,9 triệu đồng trên người trên năm, bằng 311% so với năm 2015. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt gần 45,6 tỷ đồng, tăng gần gấp 1,5 lần so với nghị quyết đại hội 23 đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch từ nông nghiệp sang công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp và thương mại dịch vụ. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, an sinh xã hội được chăm lo, tỷ lệ hộ khá giàu tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 14,6% năm 2015 xuống còn 5,78% năm 2019. Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được giữ vững trên cả ba mặt, tư tưởng, chính trị và tổ chức. Trong 5 năm qua, đã kết nạp được 20 đảng viên mới. Đến nay, đảng bộ có 256 đảng viên. Hàng năm có từ 75% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 66% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Với phương châm hành động, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Ninh Hải đề ra mục tiêu phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 65 triệu đồng trên người trên năm trở lên. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn đạt 3-5 hectare, giữ vững 6 trên 6 thôn đạt chuẩn nông thôn mới và 2 cơ quan văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm từ 1% trở lên, hộ cận nghèo giảm từ 2,5% trở lên. Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp 25 đảng viên trở lên, tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ninh Hải trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, cũng như công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh trong nhiệm kỳ 2015-2020. Phát huy những kết quả đạt được nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ninh Hải cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau. Nhiệm kỳ 2020-2025 đặt ra cho Đảng bộ và nhân dân xã Ninh Hải nhiệm vụ hết sức to lớn và quan trọng. Giai đoạn 2020-2025 là giai đoạn phát triển vượt bậc của huyện chúng ta trong chiến lược phát triển, đó là phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng thị xã Nghi Sơn, khu kinh tế Nghi Sơn trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa. Vì vậy, Ninh Hải cần nỗ lực phấn đấu cùng với cả huyện để đạt được mục tiêu đó. Tôi nhấn mạnh một số giải pháp chính như sau. Thứ nhất, tập trung cao nhất chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội một cách toàn diện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, xây dựng đồng bộ và từng bước hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, từng bước đảm bảo các tiêu chí của đô thị. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án đúng tiến độ, đặc biệt là các dự án phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn xã, đóng góp vào tăng trưởng của xã Ninh Hải cũng như phường Ninh Hải trong thời gian tới. Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển tiềm năng lợi thế kinh tế biển, khuyến khích hộ nông dân tích tụ ruộng đất
sản xuất theo hướng hàng hóa gắn trồng trọt với chăn nuôi, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng mùa vụ, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, du nhập các giống mới có năng suất cao, tăng giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích, tập trung phát triển nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ thương mại và các ngành nghề trên địa bàn xã, giải quyết nhiều lao động có việc làm, thu nhập ổn định và ngày càng cao, chủ động hội nhập vào sự phát triển công nghiệp dịch vụ trên đảo và bản huyện cũng như khu kinh tế Nghi Sơn. Thứ ba, tiếp tục quan tâm hơn nữa sự phát triển sự nghiệp văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chú trọng chăm sóc sức khỏe nhân dân, tập trung giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo đảm vệ sinh môi trường, không ngừng nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng đô thị văn minh. Thứ tư, tiếp tục xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường công tác quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giải quyết kịp thời khiếu nại tố cáo ngay tại địa bàn dân cư, không để phát sinh điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự, tạo môi trường chính trị xã hội thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng an ninh, đảm bảo cuộc sống an bình của nhân dân. Thứ năm, làm tốt công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục thúc đẩy thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với thực hiện nghị quyết chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đem lại hiệu quả thiết thực, tập trung xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị, rèn luyện và nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ quản lý, ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu của các tổ chức từ xã đến thôn, xóm, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý điều hành chính quyền, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ mới. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã Ninh Hải khóa 24, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 14 đồng chí và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Tĩnh Gia lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 20 tháng 3, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Thi, tỉnh ủy viên, trưởng Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi kiểm tra khu vực cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Tĩnh Gia. Làm việc với đoàn kiểm tra có đồng chí Hồ Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh huyện. Khu vực cách ly tập trung của huyện Tĩnh Gia được đặt tại trạm y tế thị trấn Tĩnh Gia, cơ sở 2 trạm y tế xã Hải Hòa cũ, gồm 15 phòng, bố trí được 60 người, có trang bị đầy đủ trang thiết bị y tế, vật dụng sinh hoạt và sử dụng toàn bộ các khối nhà của trạm y tế hiện có. Khu vực cách ly nằm cách xa khu dân cư, được bố trí một lãnh đạo trung tâm y tế huyện làm trưởng khu cách ly, một cán bộ ban chỉ huy quân sự huyện làm phó trưởng khu cách ly. Tổ y tế gồm 6 người, trong đó có 2 bác sĩ, 4 điều dưỡng có nhiệm vụ theo dõi tình hình sức khỏe của những người được cách ly theo quy định. Tổ đảm bảo an ninh trật tự gồm 4 đến 6 người do công an huyện bố trí lực lượng, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cách ly. Và tổ hậu cần gồm 5 người do Ban chỉ huy quân sự huyện đảm nhận. Qua kiểm tra thực tế tại khu cách ly tập trung của huyện và tại khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tĩnh Gia, đồng chí Nguyễn Văn Thi đánh giá cao công tác triển khai thực hiện khu vực cách ly của huyện, đảm bảo các điều kiện để cách ly tập trung theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh đề nghị, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, với tinh thần chống dịch như chống giặc, khẩn trương cấp bách quyết liệt,
Ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện cần tổ chức giao ban thường xuyên để cập nhật, triển khai các giải pháp cụ thể để phòng dịch, nắm bắt kịp thời di biến động về dân số cơ học, nhất là các xã nằm trong khu kinh tế Nghi Sơn, hướng dẫn người dân thực hiện tốt công tác khai báo dịch bệnh khi gia đình, thôn, xã, thị trấn, cơ quan đơn vị có người từ vùng dịch mới đến, cả người nước ngoài và người Việt Nam, chuẩn bị tốt các điều kiện về nhân lực, vật lực theo phương châm 4 tại chỗ, ưu tiên kinh phí để đầu tư trang thiết bị, vật tư y tế cho công tác phòng chống dịch. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn về sự nguy hiểm của dịch bệnh, khuyến cáo các biện pháp phòng chống của Bộ Y tế để người dân chủ động, bảo vệ bản thân cùng chung sức đồng lòng đẩy lùi dịch COVID-19. Chiều 19 tháng 3, Hội Phụ Nữ Thị trấn Tĩnh Gia phối hợp với Đồn Biên phòng Hải Hòa tổ chức ra quân trồng đoạn đường hoa phụ nữ tại đoạn đường từ trạm y tế Hải Hòa đến tượng đài liệt sĩ thị trấn cơ sở 2. Đây cũng là mô hình được Hội Liên hiệp Phụ nữ Thị trấn thực hiện chào mừng Đại hội Đảng bộ Thị trấn Tĩnh Gia. Tham gia buổi ra quân trồng đoạn đường hoa phụ nữ có đông đảo hội viên hội phụ nữ thuộc các thôn tiểu khu trên địa bàn, có sự tham gia của lực lượng chiến sĩ tại đồn biên phòng Hải Hòa. Đường hoa phụ nữ là một trong những mô hình mới trong thực hiện cuộc vận động gia đình 503 sạch do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Đoạn đường hoa được phụ nữ thị trấn trồng có chiều dài 1 km, loại hoa được lựa chọn trồng là hoa chiều tím. Loại hoa này có thuộc tính dễ trồng, dễ chăm sóc. Bên cạnh đó, loài hoa có sức sống mạnh mẽ, thích nghi tốt với các điều kiện tự nhiên, môi trường, hứa hẹn trong thời gian ngắn sẽ phát triển nhanh, nở hoa rực rỡ. Mô hình được hoàn thiện sẽ góp phần thay đổi diện mạo của con đường, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, cùng với đó giúp nâng cao nhận thức, hành vi của nhân dân trên địa bàn với công tác xây dựng bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu duy trì, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, đưa thị trấn Tĩnh Gia ngày một phát triển. Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn đóng chân trên địa bàn khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, một trong 8 khu kinh tế trọng điểm đang được nhà nước ưu tiên đầu tư. Từ ngày 2 tháng 3 năm 2020, hơn 1.300 học sinh, sinh viên nhà trường đã quay trở lại học tập sau thời gian nghỉ học phòng chống dịch COVID-19. Do học sinh, sinh viên nhà trường đến từ các địa phương trong và ngoài huyện, cùng với việc trường học là nơi tập trung đông người, dễ trở thành môi trường thuận lợi cho dịch bệnh phát sinh và lây lan. Chính vì vậy, ngay từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại nhiều quốc gia và Việt Nam, Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn đã và đang chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng bệnh, kiểm soát tốt tình hình học sinh, sinh viên. Nhà trường đã triển khai may hàng nghìn khẩu trang phát miễn phí cho học sinh, sinh viên, treo nhiều poster với nội dung phòng chống dịch COVID-19 để hướng dẫn học sinh, sinh viên và cán bộ giáo viên nhà trường chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 trực tiếp tại các lớp học. Hiện tại, học sinh, sinh viên và cán bộ giáo viên nhà trường khỏe mạnh bình thường, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch, đảm bảo môi trường học tập an toàn. Anh Nguyễn Tất Lâm, trưởng phòng công tác học sinh, sinh viên, Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn cho biết thêm. Trong những ngày qua thì thực hiện cái sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh Xã hội và các cấp các ngành của Ủy ban tỉnh Thanh Hóa về việc phòng chống dịch bệnh do chủng mới của virus corona gây nên, thì ban giám hiệu trường Cao đẳng nghề Sơn đã chủ động và chỉ đạo cho, đặc biệt là cho phòng công tác học sinh sinh viên cùng với bộ phận y tế của nhà trường đã thực hiện tất cả những cái bước để nhằm phòng chống dịch bệnh do chủng mới virus corona gây nên COVID-19. Như là thứ nhất là đã vệ sinh tất cả các phòng học, xưởng học, nhà trường, phát tờ rơi, tuyên truyền, thông báo cho các học sinh, sinh viên. Đồng thời nhà trường đã may hàng nghìn khẩu trang để cho phát miễn phí học sinh. Thứ hai nữa là nhà trường đã thực hiện các bước là học sinh đi học bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 là đo thân nhiệt cho tất cả học sinh trong nhà trường. Qua đó là sử dụng các biện pháp như là nước rửa tay, rồi nước xịt khô và thực hiện tất cả những cái công việc phòng chống của virus COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các ca nhiễm dịch bệnh tại Việt Nam gia tăng, là lực lượng xung kích đi đầu trong các phong trào tình nguyện, huyện đoàn Tĩnh Gia đã có nhiều hoạt động thiết thực, chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi COVID-19. Theo đó, Ban Thường vụ huyện đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trên địa bàn toàn huyện triển khai và tổ chức nhiều hoạt động như tuyên truyền, phát tờ rơi, dán pano, treo băng rôn nhằm nâng cao nhận thức của người dân về sự nguy hiểm của đại dịch, qua đó biết cách bảo vệ, phòng tránh COVID-19. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn trong huyện cũng đã xây dựng các điểm rửa tay sát khuẩn tại các cơ quan, đơn vị. Đến nay, Ban Thường vụ huyện đoàn cùng các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện đã phát được 5.000 tờ rơi, dán 500 pano tại các đơn vị Hải Bình, Phú Sơn, Hải Ninh, phát hơn 2.000 khẩu trang y tế và khẩu trang vải cùng hơn 1.000 bánh xà phòng, dung dịch rửa tay cho nhân dân và học sinh trên địa bàn huyện, phát 300 thẻ học sinh online, mỗi thẻ trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh, xây dựng 34 điểm rửa tay sát khuẩn tại các cơ quan, đơn vị. Hoạt động của tuổi trẻ huyện nhà đã thể hiện tinh thần tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng, qua đó cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà quyết tâm đẩy lùi COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, nền kinh tế quốc dân thịnh vượng, nghĩa là sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng. Thực tế, hiện nay đã chứng minh vai trò, vị trí và sự đóng góp quan trọng của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vì vậy, việc tạo cơ chế, điều kiện cho sự thành lập và phát triển doanh nghiệp luôn được cấp ủy, chính quyền đặc biệt quan tâm, nhằm hướng tới mục tiêu đưa Tĩnh Gia trở thành một thị xã tiềm năng năm 2020. Hiện nay, trên địa bàn huyện có khoảng 854 doanh nghiệp đang hoạt động và tham gia quản lý của cơ quan thuế. Trên cơ sở cụ thể hóa kế hoạch số 31 của Ủy ban nhân dân tỉnh và kết luận số 55 của Ban chấp hành tỉnh, Đảng bộ, thì đến năm 2020, huyện Tĩnh Gia sẽ có khoảng 2.300 doanh nghiệp hoạt động, đạt 95% doanh nghiệp trên 1 vạn dân, góp 55% GDP vào nền kinh tế địa phương. Có thể nói, Tĩnh Gia là một huyện có số doanh nghiệp lớn thứ 2 trong toàn tỉnh, chỉ đứng sau thành phố Thanh Hóa. Trong đó, 2 năm, năm 2018 và 2019, huyện ta đã thành lập mới 470 doanh nghiệp. Sự phát triển của doanh nghiệp không chỉ đóng góp vào ngân sách nhà nước mà còn làm thay đổi mạnh mẽ bộ mặt kinh tế xã hội của huyện Tĩnh Gia, giải quyết vấn đề lao động và việc làm một cách tích cực, hiệu quả. Năm 2018, doanh nghiệp đã thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước hơn 81 tỷ đồng. Năm 2019 là 85 tỷ đồng. Trong đó có nhiều doanh nghiệp có nguồn thu lớn, phát triển ổn định, lâu dài và tiên phong trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, như doanh nghiệp xăng dầu Trúc Lâm. Đây là một đơn vị thành công bằng chính chữ tín trong phong cách phục vụ khách hàng cũng như về chất lượng sản phẩm. Ông Nguyễn Văn Phương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu Trúc Lâm cho biết. Công ty trách nhiệm hữu hạn Trúc Lâm được thành lập năm 2005 với cái ngành nghề kinh doanh chính là xăng dầu và các mặt hàng dầu nhờn. Thì trong các năm qua công ty cũng đã phát triển được một cái mạng lưới cửa hàng trên địa bàn huyện, nó bao gồm là 4 cửa hàng. Đầu tiên là cửa hàng xăng dầu 888 Trúc Lâm, rồi đến cửa hàng xăng dầu 888 Ninh Hải, 888 Hải An và bây giờ là 888 Trường Lâm. Thì trong những cái năm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thì chưa bao giờ công ty Trúc Lâm nợ thuế của nhà nước. Thứ hai là cũng tạo điều kiện thu hút được một cái lực lượng lao động đáng kể trên địa bàn huyện. Với cái mức thu nhập bình quân như hiện nay là nó có khoảng 8-9 triệu đồng một tháng. Đấy. Đồng thời là công ty cũng có tham gia một số các chương trình và tri ân với lại những người có công, và hàng năm thì cũng có tặng quà cho các gia đình khó khăn. Đấy. Với cái phương châm kinh doanh là chữ tín là trên hết thì công ty chúng tôi tin chắc rằng là sẽ còn phát triển hơn nữa trong cái thời gian tới. Bên cạnh đó còn có những doanh nghiệp mới thành lập
nhưng đã có một vị thế nhất định tại khu kinh tế Nghi Sơn như Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật và Đầu tư Ngọc Long. Với lĩnh vực kinh doanh mới, Công ty Ngọc Long có doanh thu mỗi năm lên tới hàng trăm tỷ đồng và cũng là một đơn vị được cơ quan thuế đánh giá cao trong thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước với số tiền khoảng 4 tỷ đồng trên năm. Công ty Hatuco, điển hình một doanh nghiệp cung ứng nhân lực uy tín, lại được lãnh đạo bởi một giám đốc tuổi đời còn trẻ nhưng năng động. Tuy nhiên, đối với một huyện có tiềm năng, lợi thế về kinh tế biển, kinh tế công nghiệp, thương mại dịch vụ du lịch, đặc biệt là có khu kinh tế Nghi Sơn, một trong ba khu kinh tế động lực của khu vực Bắc miền Trung, thì nguồn thu đó còn khiêm tốn. Song, tin tưởng rằng với sự quan tâm vào cuộc của cấp ủy chính quyền và cả hệ thống chính trị, nhất là việc tạo những cơ chế chính sách để khuyến khích hộ kinh doanh cá thể thành lập doanh nghiệp mới, thì con số và sự đóng góp của doanh nghiệp sẽ tăng theo cấp số nhân. Nhưng con số cũng chỉ là con số nếu như không có những doanh nhân, người đứng đầu cầm cương, điều hành năng động, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm để thành công như lời đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định. Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của cả hệ thống chính trị. Nhận thức được vai trò trong sự phát triển của doanh nghiệp chính là doanh nhân. Những năm qua, cấp ủy chính quyền huyện đã chỉ đạo phòng ban chuyên môn tổ chức 5 khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp, 12 khóa bồi dưỡng doanh nhân với tổng số gần 2.000 học viên. Chính từ khóa học đã tạo ra luồng tư tưởng mới, cách nhìn nhận mới. Từ đó nâng cao được năng lực trong quản lý điều hành, làm chủ tình hình trước mọi sự biến động của xu thế hội nhập và sự phát triển như hiện nay. Mục tiêu đặt ra trong năm 2020 là huyện ta phải thành lập mới được 160 doanh nghiệp. Đến hiện nay, huyện ta đã thành lập được 35 doanh nghiệp, đạt 23% kế hoạch. Mục tiêu đó không phải quá khó khăn so với một huyện đầy tiềm năng, lợi thế như huyện Tĩnh Gia. Nhưng vẫn còn đó, tâm lý kinh doanh truyền thống mà chưa tiếp cận được với lối tư duy kinh doanh hiện đại, như năng lực thực hiện chế độ kế toán, kê khai nộp thuế điện tử và cũng chưa nhận thức sâu sắc về vai trò vị trí của doanh nghiệp trong xã hội, cũng như những lợi ích của doanh nghiệp, của người lao động trong doanh nghiệp để vươn xa biển lớn. Với xác định doanh nghiệp, doanh nhân là chủ thể thực thi chính sách, kinh tế, đồng thời cũng là nguồn cảm hứng, là chủ thể quan trọng xây dựng thể chế, chính sách phát triển kinh tế. Vì vậy, để hoàn thành mục tiêu phát triển doanh nghiệp trong năm 2020 và những năm tiếp theo, Ban chỉ đạo thành lập doanh nghiệp đã xác định một số biện pháp chủ yếu, đó là tạo cơ chế về chính sách cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, quan tâm đến việc thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động của các hội doanh nghiệp nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, đồng thời làm cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước, tạo niềm tin cho doanh nghiệp đang hoạt động và những người đang có ý tưởng mạnh dạn thành lập doanh nghiệp mới, khuyến khích đoàn viên thanh niên, những người trẻ khởi nghiệp, tổ chức các khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp, chất lượng và hiệu quả. Tĩnh Gia ngày một đang vươn mình trở thành một đô thị, một thành phố trong tương lai, thì những doanh nghiệp phải tiếp cận hướng kinh doanh hiện đại trên các lĩnh vực kinh doanh mới, sẵn sàng nắm bắt các cơ hội và những thách thức để thành công, xứng đáng với sự kỳ vọng của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, với sức trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm của tuổi trẻ, nhiều đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện ta đã phát huy tinh thần xung kích đi đầu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và giải quyết được nhiều việc làm cho người lao động, đồng thời tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. Nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2020. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn một số gương thanh niên tiêu biểu như vậy. Đến thăm mô hình phát triển kinh tế từ chế biến kinh doanh hải sản của anh Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư Đoàn xã Hải Thanh ở thôn Quang Minh, thôn có 100% là đồng bào Công giáo của xã Hải Thanh, mới càng khâm phục ý chí, nghị lực của đảng viên trẻ này. Năm 2013, sau khi tốt nghiệp Đại học Công đoàn, Nguyễn Văn Linh được bầu làm bí thư chi đoàn thôn Quang Minh. Với sự nhiệt tình, năng động,
Đến tháng 7 năm 2017, anh được tín nhiệm bầu làm phó bí thư đoàn xã Hải Thanh. Trong những năm qua, ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ đoàn, anh còn tích cực phát triển kinh tế gia đình. Theo đó, hiện nay, hàng tháng, cơ sở chế biến hải sản Linh Trang của gia đình anh cung cấp ra thị trường khoảng trên 300 lít nước mắm các loại, 10 đến 15 tấn mắm tôm, mắm tép, sau khi trừ chi phí mang lại nguồn thu nhập cho gia đình từ 15 đến 20 triệu đồng trên tháng, đồng thời giải quyết việc làm cho một số thanh niên tại địa phương. Xã Hải Thanh có trên 1.500 người là đoàn viên thanh niên theo đạo Công giáo. Vì vậy, trong những năm qua, anh đã cùng với Ban chấp hành đoàn xã làm tốt công tác phối hợp với các tổ chức chính trị đoàn thể của xã và ba thôn có đoàn viên thanh niên theo đạo để tập hợp đoàn kết vận động đoàn viên thanh niên vùng giáo, thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các phong trào hoạt động của đoàn, phát huy truyền thống kính Chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, tập hợp thanh niên, đưa công tác đoàn và phong trào thanh niên của xã ngày một phát triển. Trao đổi với những dự định của bản thân trong thời gian tới, anh Nguyễn Văn Linh cho biết. Trong thời gian tới thì dự định của mình cũng giống như cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến thủy sản Linh Trang thì mở rộng thêm cái diện tích sản xuất chế biến mắm. Hai nữa là mang cái thương hiệu nước mắm truyền thống của địa phương lan tỏa hơn nữa đến nhiều khu vực, nhiều tỉnh thành trên cả nước và hoàn thiện hơn nữa những tiêu chí, tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp cũng giống như là của Cục Chất lượng đo lường để làm sao đảm bảo được cái chất lượng nước mắm nguyên chất nguyên bản truyền thống nhất của địa phương. Ghi nhận những thành tích đạt được, anh Nguyễn Văn Linh đã được Ban chấp hành tỉnh đoàn Thanh Hóa tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi và là một trong 36 cán bộ đoàn cơ sở tiêu biểu toàn tỉnh Thanh Hóa được tỉnh đoàn vinh danh năm 2019, cùng nhiều bằng khen giấy khen của các cấp các ngành trao tặng. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh Trần Lê Hường, sinh năm 1984 ở thôn Hồng Phong, xã Hải Lĩnh, đã học nghề và đi làm cho các xưởng cơ khí sản xuất nhôm kính tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì đã tích lũy được kinh nghiệm, năm 2012, anh đã trở về quê quyết định tự mở xưởng riêng, nhận làm cửa nhôm kính cho nhà dân và một số công trình nhỏ. Nhận thấy nhu cầu thị trường ngày càng lớn, anh đã mạnh dạn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hường Thu, đầu tư thêm thiết bị kỹ thuật cao giúp tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Những năm gần đây, công ty của anh Hường đang đầu tư sản xuất các loại cửa hiện đại như cửa nhựa lõi thép, cửa nhôm cao cấp. Cùng với đầu tư trang thiết bị kỹ thuật cao, anh còn sử dụng đội ngũ công nhân có tay nghề cao, thường xuyên sát sao với từng công trình để đảm bảo tiến độ và làm đúng theo thiết kế khách hàng yêu cầu, tạo việc làm thường xuyên cho 8 lao động với mức lương trung bình 7-9 triệu đồng trên người trên tháng. Anh Trần Lê Hường cho biết. Cái điều kiện phát triển kinh tế với tinh thần chúng tôi tuổi trẻ thì với xưởng nhôm kính Hường Thu với chúng tôi thì trong sắp tới thì cũng rất muốn là ký được nhiều hợp đồng kinh tế mới rồi tạo được nhiều công ăn việc làm cho anh em thanh niên trong địa phương để tạo thêm nguồn thu nhập cho cơ sở cũng như doanh nghiệp rồi cũng được mong sự động viên của quan tâm của thanh niên đoàn xã rồi các cấp chính quyền đó là tạo điều kiện cho anh em có nguồn vốn vay với cái giá lãi ưu đãi tí để phát triển kinh tế. Được biết, trong thời gian qua, đoàn xã Hải Lĩnh cũng đã có nhiều việc làm thiết thực để hỗ trợ các đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện trong khởi nghiệp, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Anh Lê Ngọc Thành, Phó Bí thư đoàn xã Hải Lĩnh cho biết. Hiện nay thì đoàn thanh niên xã Hải Lĩnh có 3 tổ tiết kiệm vay vốn, số dư nợ đối với ngân hàng chính sách hơn 5 tỷ đồng. Thì có nhiều mô hình phát triển sản xuất kinh doanh cho đoàn viên thanh niên trong xã. Thì các mô hình về tiêu biểu thì có mô hình anh Trần Lê Hường thôn Hồng Phong xã Hải Lĩnh về phát triển cơ sở sản xuất về làm nhôm kính các cái vật liệu về sắt, thì đây là một mô hình tiêu biểu của đoàn thanh niên. Thì sau khi thành lập thì đã thành lập công ty và tạo giải quyết việc làm cho 7 lao động có đóng bảo hiểm tham gia bảo hiểm xã hội. Đây là mô hình tiêu biểu đối với anh Trần Lê Hường thì có cái nhiều đóng góp các hoạt động của địa phương.
thì trong đối với đoàn thanh niên thì trong thời gian tới thì rất mong muốn được cùng được sự quan tâm của cấp trên và đặc biệt là huyện đoàn để phát triển nhiều cái mô hình vay vốn đối với đoàn thanh niên để phát triển sản xuất lập thân lập nghiệp trong thời gian tới. Kế hoạch triển khai cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Thực hiện kế hoạch số 179 KHTU ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các ngày kỷ niệm trong năm 2020. Kế hoạch số 03 KHBTC ngày 3 tháng 3 năm 2020 của Ban Tổ chức cấp tỉnh về cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Để cuộc thi lan tỏa sâu rộng trong toàn huyện, thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch triển khai cuộc thi như sau. Một lớn, mục đích, yêu cầu: nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện hiểu rõ về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong 90 năm qua, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của tỉnh. Từ đó nâng cao lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quyết tâm xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu. Góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo lịch sử của các thế lực thù địch. Cuộc thi cần được tuyên truyền, triển khai, phổ biến sâu rộng ở các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện tìm hiểu về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong 90 năm qua. Hai lớn, nội dung, hình thức, thời gian tổ chức cuộc thi. Một, về tên gọi, cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa do Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức. Hai, đối tượng là người Thanh Hóa đang sinh sống, làm việc ở trong và ngoài tỉnh, người tỉnh ngoài, người nước ngoài quan tâm và tham gia cuộc thi. Ba, hình thức, thi trắc nghiệm trực tuyến hàng tuần trên mạng Internet. Bốn, thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hàng tuần, bắt đầu tuần thi thứ nhất từ ngày 6 tháng 4 năm 2020 và kết thúc vào ngày 6 tháng 7 năm 2020. Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 9 giờ ngày thứ hai hàng tuần và kết thúc vào 8 giờ ngày thứ hai tuần kế tiếp. 5. Cơ cấu giá trị giải thưởng. Giải tập thể, ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh căn cứ vào địa phương, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có số lượng người tham gia cuộc thi các tuần nhiều nhất, có số người trả lời đúng các câu hỏi trong các tuần nhiều nhất và có nhiều người hoàn thành đúng phần thi trong thời gian ngắn nhất để tặng giấy chứng nhận và phần thưởng cho tập thể trong lễ tổng kết cuộc thi. Giải cá nhân, mỗi tuần có 4 giải thưởng bao gồm 1 giải nhất, giá trị 3 triệu đồng, 2 giải nhì, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng, 3 giải ba, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng, 5 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng. 6. Công bố kết quả và trao thưởng. Kết quả thi trắc nghiệm hàng tuần sẽ được công bố cập nhật sau khi có kết quả thi tuần, chậm nhất là 11 giờ ngày thứ hai hàng tuần trên trang website dành riêng cho cuộc thi và các phương tiện thông tin đại chúng. Hàng tuần, ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh sẽ tổ chức trao giải thưởng cho những người đoạt giải trong các cuộc thi trắc nghiệm tuần. Người đoạt giải không có điều kiện trực tiếp nhận giải có thể nhận tiền thưởng qua bưu điện hoặc qua tài khoản cá nhân. Người đoạt giải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về tài khoản ngân hàng, số điện thoại, địa chỉ liên hệ để ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh chuyển tiền thưởng qua tài khoản. Kết thúc hội thi, ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh tiến hành tổng kết, trao giấy chứng nhận và giải thưởng cho các tập thể, trao giấy chứng nhận cho người đạt giải nhất cuộc thi các tuần. 7. Tài liệu phục vụ cuộc thi. Người dự thi có thể tra cứu và tham khảo các tài liệu chính như Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa năm 1930-1954, nhà xuất bản Thanh Hóa năm 2010, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, lịch sử Đảng bộ Thanh Hóa từ năm 1954 đến năm 1975, nhà xuất bản Thanh Hóa năm 2010,
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa từ năm 1975 đến năm 2005, nhà xuất bản Thanh Hóa từ năm 2009. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, biên niên những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa từ năm 2005 đến năm 2015, nhà xuất bản Thanh Hóa năm 2015. Ban tuyên giáo tỉnh ủy Thanh Hóa, danh xưng Thanh Hóa, nhà xuất bản Thanh Hóa năm 2018. Ban tuyên giáo tỉnh ủy Thanh Hóa, di tích lịch sử cách mạng tỉnh Thanh Hóa, nhà xuất bản Thanh Hóa năm 2019. Ban tuyên giáo tỉnh ủy Thanh Hóa, di sản văn hóa tỉnh Thanh Hóa, nhà xuất bản Thanh Hóa năm 2019. Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hóa, lịch sử tỉnh Thanh Hóa từ tập 1 đến tập 5. Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hóa, đất và người xứ Thanh, xuất bản năm 2002. Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hóa, văn hóa phi vật thể Thanh Hóa, nhà xuất bản Thanh Hóa năm 2005. Công ty cổ phần thông tin kinh tế đối ngoại, Thanh Hóa thế và lực mới trong thế kỷ 21, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội năm 2004. Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 và lần thứ 18. Tỉnh ủy Thanh Hóa, Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác, nhà xuất bản Thanh Hóa năm 2017. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, địa chí Thanh Hóa từ tập 1 đến tập 4. Tỉnh ủy Thanh Hóa, Thanh Hóa với cách mạng Lào và tỉnh Hủa Phăn từ năm 1930 đến năm 2010, nhà xuất bản Thanh Hóa năm 2012. Ba lớn, các quy định cụ thể. Cách thức tham gia cuộc thi. Mỗi tuần, ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh đưa ra 8 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu dự đoán số người tham gia. Câu hỏi thi trắc nghiệm có nội dung về tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, về thành tựu công cuộc đổi mới của tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mỗi câu hỏi có 4 đáp án trả lời, trong đó có 1 đáp án đúng. Người dự thi tiến hành các thao tác sau để trả lời câu hỏi thi của ban tổ chức. Bước 1. Người dự thi truy cập vào đường dẫn https://www.90namdangbothanhoa.vn. Sau đó, truy cập vào banner của cuộc thi hoặc truy cập vào một trong các trang website Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, mở ngoặc http://truyenhinhthanhoa.vn. Báo Thanh Hóa điện tử http://báothanhoa.vn. Cổng thông tin điện tử của tỉnh Thanh Hóa https://thanhoa.ccs.vn/tinhuy. Sau đó truy cập vào banner của cuộc thi trên các báo, cổng thông tin, trang thông tin điện tử. Bước 2. Sau khi truy cập vào banner của cuộc thi, người dự thi tiến hành đăng nhập vào tài khoản. Bước 3. Trong thời gian 15 phút, người dự thi tiến hành trả lời 8 câu hỏi trắc nghiệm, sau đó điền vào ô dự đoán số người tham gia và bấm vào ô hoàn thành. Bốn lớn, tổ chức thực hiện. 1. Các đảng ủy, chi ủy trực thuộc huyện ủy, lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai và phổ biến sâu rộng cuộc thi trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị ở địa phương mình. Đảng ủy các xã thị trấn, chỉ đạo ban thường vụ đoàn xã, mặt trận và các đoàn thể, trường trung học cơ sở, tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi. Chỉ tiêu, mỗi đảng bộ xã, thị trấn có ít nhất 100 người tham gia trên một tuần. Đảng bộ, chi bộ khối cơ quan, trường học có 50% trở lên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia cuộc thi trên một tuần. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tham gia cuộc thi. Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc hưởng ứng cuộc thi và báo cáo kết quả hưởng ứng dự thi của địa phương, đơn vị hàng tháng về Ban tuyên giáo huyện ủy trước ngày 30 hàng tháng để tổng hợp báo cáo thường trực huyện ủy và ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh. 2. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện tổ chức phát động cuộc thi trong hệ thống của mình, đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, khuyến khích, biểu dương, tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia, hưởng ứng tích cực cuộc thi. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tham gia cuộc thi trong khối và báo cáo kết quả hàng tuần về Ban tuyên giáo huyện ủy. 3. Huyện đoàn, căn cứ kế hoạch tổ chức cuộc thi của tỉnh đoàn Thanh Hóa và kế hoạch triển khai cuộc thi của Ban thường vụ huyện ủy,
để phát động cuộc thi trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên toàn huyện. Tuyên truyền, động viên, khuyến khích, biểu dương, tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên hưởng ứng, tích cực tham gia cuộc thi. Phân công nhiệm vụ cho các tổ chức đoàn khối cơ quan, các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, giao chỉ tiêu số lượng đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc thi tại các cấp bộ đoàn hàng tuần. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai, hưởng ứng cuộc thi trong các cán bộ đoàn và báo cáo kết quả hàng tuần về Ban tuyên giáo huyện ủy. 4. Phòng giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động cuộc thi trong toàn ngành giáo dục, ban hành văn bản chỉ đạo các nhà trường trong toàn huyện hưởng ứng tham gia cuộc thi, trong đó giao chỉ tiêu cho cán bộ, giáo viên, học sinh hưởng ứng tham gia dự thi hàng tuần, tuyên truyền, động viên, khuyến khích, biểu dương và tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, viên chức, học sinh hưởng ứng tích cực tham gia cuộc thi. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai, hưởng ứng cuộc thi trong khối giáo dục và báo cáo kết quả hàng tuần về Ban tuyên giáo huyện ủy. 5. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch mở chuyên mục tuyên truyền về cuộc thi, phát thanh toàn văn kế hoạch, thể lệ, tư liệu về cuộc thi, kịp thời phản ánh việc triển khai, phổ biến, hưởng ứng cuộc thi ở các xã, thị trấn, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. 6. Ban tuyên giáo huyện ủy là cơ quan tham mưu giúp Ban thường vụ huyện ủy chỉ đạo, theo dõi, tổng hợp kết quả cuộc thi hàng tuần theo kết quả của tỉnh, chủ trì phối hợp huyện đoàn, phòng giáo dục và đào tạo triển khai phát động cuộc thi sâu rộng trong toàn huyện, báo cáo kết quả cuộc thi trên địa bàn huyện với Ban thường vụ huyện ủy và Ban tuyên giáo tỉnh ủy sau khi kết thúc cuộc thi. Thay mặt Ban thường vụ, Phó Bí thư thường trực đã ký Phạm Văn Ninh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Tĩnh Gia. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, phát thanh viên Huyền Diệu, Cao Thanh, Trần Huệ. Kỹ thuật sản xuất chương trình Trường Giang, Văn Tuấn. Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến, Văn Tú, Viết Mậu. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Tĩnh Gia được truyền tải trên mạng Internet tại địa chỉ truy cập tinhgia.vn và truyền hình tinhgia.com. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.